giật trên tuyến tránh quốc lộ 91. Hàng trăm con cá heo xuất hiện khiêu vũ trên vịnh Vân Phong. Bắt đối tượng mang hai lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ 5 khẩu súng. Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng. Phút đời thường hôm nay cùng con lớn khôn. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Nhã Chân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, lợi dụng tuyến đường vắng vẻ, ít người qua lại và sự sơ hở mất cảnh giác của người dân. Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường tránh quốc lộ 91 và Tân lộ Kiều Lương thuộc địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, các đối tượng đã ra tay thực hiện trên 10 vụ cướp, cướp giật tài sản. Điển hình, vào đầu năm 2022, khi bà Tô Thị Hồng Ngọc đang chở cháu gái 3 tuổi lưu thông trên đường tránh quốc lộ 91 thuộc khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc thì bất ngờ bị một nam thanh niên từ phía sau chạy vượt lên áp sát, giật lấy túi xách. Chị chạy theo nó ép qua là chị té. Lúc đó chị té, mà chị không có nghĩ được là buổi sáng 8 giờ mấy mà nó manh động tới cỡ đó luôn. Cháu chị té xuống trắng thường ha, là nó sụp cái này vô nè, trắng nó sụp nguyên cái này gì miếng thịt ha, là nó sụp miếng da, nó sụp vô gì nè, là vô bác sĩ dở ra, bác sĩ chụp hình ra là nguyên miếng sọ, thấy sọ luôn. Vào đầu tháng 6 năm 2022, trên đường đi bán vé số, khi đến đường Tân Lộ Kiều Lương, đoạn đường thuộc khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, bà Trần Thị Đào bị một nam thanh niên áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 3,5 chỉ vàng trên cổ bà rồi tẩu thoát. Nó giật rất là lẹ làng luôn, giật xong rồi đầu là bỏ nghiêng, bỏ vô túi rồi chạy đi, chị vượt theo đó. Thì bây giờ cũng nhờ mấy anh công an này tìm được thì cũng mừng. Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự công an thành phố Châu Đốc nhanh chóng xác định bắt giữ đối tượng Trần Văn Năng, 28 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Năng là thủ phạm của hai vụ cướp giật táo bạo trên. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện game, Năng đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Nói chung em nhìn những người phụ nữ tầm khoảng ba mấy, tại mấy người đó nó đang trên đường mà lú đồ ra, em mới giật. Mấy những người phụ nữ mà ba mấy 40, người ta chậm chạp. Thế em vừa làm xong người quay đầu là em chạy được. Cơ quan công an cũng mong bà con, thứ nhất là không đi vào là những cái giờ vắng vẻ. Cái thứ hai, đi thì cũng là có từ hai người để nhằm là đảm bảo cái đối tượng nó không dám thực hiện cái hành vi phạm tội. Cái thứ hai thì cái tài sản của mình, nếu đối với các cái xe mà tay ga có học rồi đó thì tài sản vỏ sách vấn đề gì đó thì nên bỏ vào trong cái học để đảm bảo vấn đề an toàn. Cái thứ ba là nếu có đeo vòng vàng dây chuyền gì đó thì nên mặc áo có cổ để là che lại, để hạn chế cái đánh vào lòng tham của đối tượng mà thực hiện cái hành vi phạm tội. Trước những tính chất manh động nguy hiểm của các đối tượng, Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng cần hết sức nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là để đảm bảo sự an toàn tài sản tính mạng của mình và người thân. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một con trăn gấm do người dân ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện giao. Con trăn gấm mà chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận là trăn cái, cân nặng khoảng 11 kg, chiều dài ước tính ban đầu gần khoảng 3 mét. Con trăn gấm trên có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Con trăn này nó sẽ tôi nuôi là được một người bạn cho nuôi từ bé hơn 3 năm rồi, bây giờ gia đình không nuôi nữa thì muốn đưa cho cơ quan chức năng, người ta đưa về ấy để người ta nuôi, người ta bảo tồn. Con trăn sau đó được đưa vào túi lưới, sau đó được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi cứu hộ, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên.
anh Đào Nhật Duy, một ngư dân ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, trên đường chạy tàu ra khu vực biển Hòn Gầm thuộc vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, đã chứng kiến cảnh đàn cá heo xuất hiện bơi lội trên mặt nước rất đẹp mắt. Anh Duy cho biết đàn cá heo này ước chừng lên đến hàng trăm con, tàu anh chạy đến đâu, đàn cá heo chạy đến đó. Do thấy đàn cá heo xuất hiện với số lượng lớn nên anh đã quay lại video để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đàn cá heo xuất hiện khoảng 20 phút rồi lặn mất. Theo các ngư dân, việc gặp cá heo trên biển khá phổ biến nhưng chỉ khoảng chục con là cùng. Việc xuất hiện hàng trăm con cá heo như vậy là rất hiếm. Theo các chuyên gia Viện Hải Dương Học, việc cá heo xuất hiện gần bờ có thể do thời tiết thay đổi, nhưng khả năng cao hơn là do đàn cá heo đi theo luồng thức ăn. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang lập hồ sơ xử lý một tài xế dương tính với ma túy khi đang điều khiển xe chở 40 hành khách trên tuyến quốc lộ 1. Vụ việc được phát hiện trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng và kiểm tra xe ô tô khách loại 45 chỗ do nam tài xế 47 tuổi ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình điều khiển theo hướng Nam Bắc. Trên xe có chở 40 hành khách. Kiểm tra bằng test nhanh tại chỗ, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế này dương tính với ma túy. Trước mắt, tài xế này đã bị lập biên bản và tịch thu giấy phép lái xe 23 tháng. Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng mang hai lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, tàn trữ 5 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn. Trước đó, Công an huyện Vân Hồ đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng Hờ A Nũ, 50 tuổi, trú tại bản Ba Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, thu giữ tại chỗ 2 khẩu súng ngắn, 2 hộp tiếp đạn và 53 viên đạn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm một khẩu súng AK, 2 khẩu súng dài tự chế, 2 hộp tiếp đạn cùng 139 viên đạn. Hờ A Nũ là đối tượng có 2 quyết định truy nã của Công an tỉnh Lai Châu và Sơn La về cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Qua nhiều lần trinh sát, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang di chuyển trên đường dân sinh cách nhà 15 mét. Đối tượng rất manh động, luôn mang theo vũ khí nóng trong người và sẵn sàng nổ súng chống trả lực lượng chức năng. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá một đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh quy mô rất lớn, bắt giữ 22 đối tượng. Bước đầu, cơ quan công an chứng minh, trong thời gian 5 tháng, số tiền đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web bóng88.com. 22 đối tượng đánh bạc trong đường dây này trú tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai và Bà Rịa, Vũng Tàu. Đường dây này hoạt động từ cuối tháng 12 năm 2021 đến cuối tháng 5 năm 2022 và do Phan Minh Hoàng, 43 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cầm đầu. Tại thành phố Vinh, Đặng Hùng Dũng, 31 tuổi, làm đại lý cấp dưới chuyên cung cấp tài khoản cho các con bạc trên địa bàn tham gia cá độ bóng đá. Bước đầu, công an đã làm rõ, chỉ trong thời gian 5 tháng, đường dây này đã tham gia đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, dịp hè năm nay, nhiều khu vui chơi ngoài trời kết hợp workshop đã thu hút khá đông phụ huynh học sinh bởi sự hấp dẫn giúp các bé có khoảng không gian thỏa sức sáng tạo, khám phá và gắn kết tình cảm gia đình. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về những hoạt động này, quý vị nhé! Tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có một sân chơi thu hút khá đông phụ huynh học sinh vì sự đa dạng trong các hoạt động. Khu vui chơi gồm hai khu vực ngoài trời gồm các hoạt động thể chất và khu workshop, các hoạt động phù hợp với học sinh nhiều lứa tuổi. Và qua những kinh nghiệm như là học hỏi ở nước ngoài thì thấy những cái không gian ở ngoài trời và những cái hoạt động mà mang tính chất kết nối với thiên nhiên nhiều, nó sẽ mang lại những cái tác động rất là tích cực đến tâm lý cũng như sức khỏe của những bạn nhỏ, như là cái tăng cường cái sự kết nối giữa các cái thành viên trong gia đình với nhau. Do đó nên Tinker Tây ra đời với một cái mục đích, đó là tạo ra cái sân chơi mới lạ, bổ ích và kết nối giữa các cái thành viên gia đình tốt hơn với nhau. Ở khu vực ngoài trời, các bé có thể tham gia đa dạng các trò chơi như bắn cung, vượt chướng ngại vật, đu zipline, nhà bóng, tô tượng, xếp gỗ và các trò chơi tập thể.
Qua những hoạt động này, bố mẹ phần nào có thể thấy được năng khiếu của con mình. Đồng thời, các bé cũng có một không gian vui chơi, thư giãn tốt sau một năm học tập chăm chỉ. Lý do mà mình chọn khu vui chơi Tinkerplay ở quận 7 để cho các con tham gia cùng trải nghiệm cái tính chất phiêu lưu, mạo hiểm, để các bé có thể tham gia những cái trò chơi thuộc về cái tính sáng tạo nè, rồi khám phá, rồi sẽ phá bỏ các cái giới hạn của bản thân mình và phá bỏ các cái nỗi sợ hãi của bản thân để mà có thể tự tin và tham gia vui chơi cùng với các bạn. Dạ, là sau 2 ngày mà con tới đây thì con thấy rất là vui với lại là rất là đặc biệt. Con thấy cái khu trò chơi này thì nó vui với lại nó rất là bổ ích. Dạ, con có tham gia cái hoạt động đóng đinh với lại là cầu trượt, rồi con tham gia kiểu như mấy cái đi trên không. Thì con học được là giữ thăng bằng. Khu vực workshop làm mộc có hai hình thức: làm mộc sáng tạo và trải nghiệm nghề mộc. Tùy theo lựa chọn, các bé sẽ có cơ hội tự tay làm ra một sản phẩm bằng gỗ dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nhân viên sân chơi, cũng là các kiến trúc sư. Tại đây là các bé được tôn trọng hoàn toàn sự sáng tạo khi vui chơi. Với quan niệm mỗi bé sẽ có sự sáng tạo khác nhau, các giáo viên và nhân viên tại đây chỉ quan sát sân chơi, hỗ trợ khi bé yêu cầu sự giúp đỡ. Dạ, khi con đến đây thì con cảm thấy rất là vui khi được khám phá tất cả mọi thứ ở trong Tinkerplay. Và ở trong đây thì con có thể làm rất là nhiều điều, như khám phá đường mới hay là làm đóng đinh hay là chơi thuyền hay là rất là nhiều thứ. Con học hỏi được là khám phá ra đường mới thì mình có thể biết hơn nhiều điều. Con chỉ quen được có một vài bạn thôi. Con cảm thấy là mấy bạn đó quan tâm đến con và rất là thân thiện, hiền lành. Ngày thường thì tôi cũng như là vợ là thường xuyên là bận công việc, cho nên là dùng máy tính và điện thoại rất là nhiều. Mình đôi khi không có nhiều thời gian để dành cho các con. Thì hôm nay tôi đưa vợ con đến đây cùng với gia đình một người bạn. Thì tôi thấy nơi này là một hoạt động rất ý nghĩa, bởi vì là mình có thể toàn tâm toàn ý, tập trung để dành thời gian chất lượng chơi với các con. Rất nhiều phụ huynh thì khi mà cho con đi chơi thì là thường để con tự chơi và mình sẽ ngồi một góc ôm điện thoại. Tôi thấy như vậy thì nó cũng không có tốt, bởi vì mình không có cái thời gian để gắn kết với bé. Thì hôm nay là tôi trực tiếp chơi với các bé luôn, thì mình thấy nó rất là ý nghĩa, bởi vì mình có thể tập trung vào các con và mình có thể cảm nhận được cái trò chơi trong đấy con mình tham gia, thì mình thấy rất là vui. Không chỉ giúp ích cho sự phát triển của trẻ, việc cùng con tham gia các hoạt động còn là dịp để sợi dây liên kết giữa cha mẹ và con cái được thắt chặt hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thời sự tvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!